Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cho đến chưa đủ khả năng thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thì chưa chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy, quán tự tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các pháp tướng, biết tất cả pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy, thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn thiện căn thủ thắng tăng trưởng. Do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có khả năng hành 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, do có khả năng hành 10 lực Phật, cho đến 6 phép thần thông, nên có thể viên mãn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, như vậy gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, có làm việc gì nhất định có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, phương tiện thiện xảo như thế đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với các việc làm chẳng cầu quả báo.